Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi trang cơ sở Thuận Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Mở đầu chương trình, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn gương người tốt việc tốt với nhan đề Cựu chiến binh xã Mùi Nọi trên mặt trận kinh tế. Và phần cuối chương trình là phóng sự Công an huyện Thuận Châu học và làm theo Bác. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh xã Mùi Nọi huyện Thuận Châu đã không ngừng nỗ lực đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Và từ phong trào đã xuất hiện nhiều cựu chiến binh, tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mặt trận kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương. Năm 1975, ông Vũ Văn Vang quê ở xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, tham gia nhập ngũ và đóng quân tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Năm 1984, hoàn thành nghĩa vụ, ông xuất ngũ và xung phong lên huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để lập nghiệp. Lúc bấy giờ, tuy đã cố gắng cần cù, lao động cùng với bà con bản địa tăng gia sản xuất trồng trọt, nhưng cuộc sống của ông vẫn còn nhiều khó khăn. Chăn trở tìm hướng thoát nghèo, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, ông Vang đã khắc phục khó khăn, chuyển đổi dần diện tích trồng cà phê sang trồng cây có múi như bưởi, cam, quýt. Với những kinh nghiệm sau nhiều năm tích lũy và nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật như bóc trái, tỉa cành, đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại đến từng cây trồng, diện tích trồng cây ăn quả của gia đình ông ổn định với năng suất và chất lượng. Đến nay, gia đình ông Vang đã có hơn 2 hectare trồng cây ăn quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về trên 250 triệu đồng trên một năm. Cùng với trồng cây ăn quả, gia đình ông còn nuôi đàn lợn lai rừng, mỗi năm cho suất 2 lứa, mỗi lứa cho thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng. Kinh tế khởi sắc, gia đình ông dần có vốn để tích lũy. Tất cả là đều phụ thuộc vào trong cái hoàn cảnh điều kiện kinh tế mà như thế của gia đình mà chúng tôi phải chuyển đổi và phát triển cây trồng. Thế thì năm 92 là trồng cà phê nhưng mà thời tiết không ưu đãi, là hay bị sương muối. Thế đến năm 18 thì tôi đã chuyển đổi như thế là cắt bỏ cà phê và như thế chuyển sang như thế là cây cam và cây bưởi, cây ăn quả. Cũng là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của xã Mùi Nọi. Sau khi nhập ngũ và được phân công làm nhiệm vụ quốc tế ở các tỉnh Bắc Lào, năm 1985, ông Quang Văn Học ở bản Phiêng Bông, xã Mùi Nọi trở về quê hương lập nghiệp. Với mô hình kinh tế tổng hợp, hiện nay gia đình ông Học đang duy trì 2 hectare trồng cây cà phê, giống cà phê THA1 và TN có khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết tốt hơn so với giống cà phê bản địa cũ. Cùng với đó, ông duy trì nuôi nhốt 5 con bò, 10 con lợn. Từ mô hình chăn nuôi trồng trọt tổng hợp mang lại cho gia đình ông thu nhập gần 300 triệu đồng trên năm. Tới này thì nếu mà nhà nước ấy, thì nhà nước các cơ quan tâm ấy, thì có cái nguồn nước nào để lấy vì để cho gia đình đầu tư tưới cái cà phê thì nó sẽ bền vững hơn, thu nhập nó sẽ đều hơn. Hội cựu chiến binh xã Mùi Nọi hiện có 168 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Tính đến nay, hội đã nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 148 hội viên vay thông qua 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ là 11,6 tỷ đồng. Năm 2024, Hội cựu chiến binh xã Mùi Nọi đã xây dựng 4 mô hình kinh tế trang trại, gia trại và chăn nuôi cho thu nhập từ 100 triệu đồng trên một hộ trên năm trở lên. Từ năm 2019 đến nay, đã có 20 hộ gia đình hội viên cựu chiến binh của xã thoát nghèo. Hội thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên tích cực, chủ động tranh thủ mọi tinh thần gia đình để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thông qua đó, nhiều hội viên đã tích cực tìm tòi mạnh dạn, đầu tư phát triển kinh tế và nhiều mô hình sáng tạo. Bên cạnh đó, phong trào thi đua cũng là khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường các hoạt động tình nghĩa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của viên.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế cùng tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công cuộc xây dựng quê hương, cựu chiến binh Xã Mồi Nòi tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất người lính Cụ Hồ. Từ những kết quả đã đạt được, Hội cựu chiến binh Xã Mồi Nòi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng dẫn hỗ trợ hội viên về vốn sống, khoa học kỹ thuật, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vận dụng lời dạy của Bác và nội dung của chỉ thị số 05 Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Công an huyện Thuận Châu đã luôn nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05, nhận thức sâu sắc ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Công an xã Trường Ngàm phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, hết lòng vì nhân dân phục vụ như lời Bác dạy. Công an của ta là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Đặc biệt trong công tác thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, mặc dù lực lượng công an xã còn mỏng với 5 chiến sĩ công an chính quy. Xác định những khó khăn, Công an xã Trường Ngàm đã nghiêm túc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp thực hiện, tăng cường bám nắm cơ sở, phối hợp với ban quản lý của 11 bản, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn về công tác phòng chống ma túy, công tác giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tính từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2024, Công an xã Trường Ngàm đã chủ trì tổ chức 4 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị trường học cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã với trên 2.100 lượt người tham gia. Thực hiện kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, là huyện ủy Thuận Châu và đảng ủy xã Trường Ngàm, đảng ủy công an huyện Thuận Châu về công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với tư cách cá nhân là bí thư chi bộ, tôi đã chỉ đạo chi bộ công an xã Trường Ngàm xây dựng các kế hoạch để tổ chức thực hiện và quán triệt tới 100% cán bộ đảng viên cũng như là cán bộ công an xã và toàn thể chiến sĩ công an xã Trường Ngàm để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước giao. Thì công an xã đã chú trọng và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện các hoạt động phong trào do các cấp phát động, nhất là các hoạt động về tình nguyện, thiết thực, gần dân, sát dân, tham gia các hoạt động giúp đỡ nhân dân và phát triển kinh tế, thăm hỏi và động viên người có công với cách mạng trên địa bàn xã và các gia đình chính sách trên địa bàn xã và được đảng ủy, ủy ban nhân dân xã cũng như là các ngành cấp trên giao phó. Chúng tôi ở đây được đảng nhà nước quan tâm, thường xuyên có cán bộ xã, công an xã đến tuyên truyền để cho người dân chúng tôi hiểu và làm theo pháp luật. Đặc biệt là biết cách phòng chống ma túy, để bản trong sạch, không có ma túy. Cán bộ đã tới từng nhà để tuyên truyền phổ biến. Chúng tôi rất cảm ơn. Với sự nỗ lực của đơn vị cũng như sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của 105 nhóm liên gia tự quản với 1.215 người tham gia thuộc 11 bản trên địa bàn xã. Năm 2023, xã Trường Ngàm đã hoàn thành công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không có ma túy. Đây là xã thứ 3 không có ma túy trên địa bàn huyện Thuận Châu tính từ năm 2020 đến nay. Xác định chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Công an huyện Thuận Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai tới toàn đơn vị. 100% cán bộ chiến sĩ cam kết tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên,
chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới. Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cụ thể hóa và lựa chọn nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ để việc học tập làm theo đạt hiệu quả. Áp dụng việc học tập và làm theo Bác vào công tác chuyên môn, Công an huyện Thuận Châu làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của huyện. Chú trọng nhất là công tác xây dựng lực lượng công an xã chuyên nghiệp, triển khai thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở tại các xã, thị trấn. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy, công an nhân dân ở chi bộ công an xã Phỏng Lăng đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ học tập sang làm theo những việc làm rất thiết thực, cụ thể hàng ngày trong công tác chiến đấu phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ. Qua đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong công việc đảm bảo trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 6 tháng năm 2024, Công an huyện Thuận Châu đã thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, không để xảy ra các trường hợp đột xuất bất ngờ gây mất ổn định. Tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2024 với 46 thanh niên giao cho ngành công an. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cụm tại xã Búng Tra. Tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Mường É với tổng số 320 lượt người tham gia. Phối hợp với các xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tổ chức hội thi Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy huyện Thuận Châu năm 2024 với 14 đội, 132 người tham gia. Công tác bám nắm địa bàn được tăng cường, nhất là địa bàn có điểm tái định cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, gắn với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở của 2.757 mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự tại các xã, thị trấn với trên 41.500 người tham gia thuộc các thôn, bản, tiểu khu. Đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động tránh xa ma túy, tự giác tham gia các hoạt động phòng chống ma túy. Tiêu biểu như mô hình phụ nữ có chồng con không vi phạm ma túy do lực lượng công an huyện Thuận Châu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai xây dựng tại 29/29 xã thị trấn với 1.160 thành viên tham gia. Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn thực hiện mô hình phiên tòa giả định được tổ chức trực tiếp tại một số trường học trên địa bàn huyện, xây dựng mô hình câu lạc bộ pháp luật với mọi nhà tại xã Phồng Lăng. Được sự quan tâm của các đồng chí chiến sĩ công an, một hai thì được xã thì cũng quan tâm đến, nói chung thì về an ninh bản thì xã thì một khu mình thì phần trộm cắp thì không có, nói chung thì nhận ngập thì cũng không có ai. Ở trong bản mình đây thì nói chung là yên tâm. Trong thời gian qua, bản luôn được sự quan tâm của Đảng ủy và Công an xã, là luôn tuyên truyền đến bà con nhân dân nhờ đó. Và bà con nhân dân trong bản đã hiểu rõ về pháp luật. Và trong thời gian qua, trong bản đã làm bảo vệ an ninh trật tự, không có tệ nạn gì xảy ra, cũng như là trộm cắp này về ma túy này. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Công an huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ của Đảng bộ, chi bộ, biểu dương nhân rộng gương người tốt việc tốt trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng việc học tập gắn với phong trào thi đua, tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Tới đây, trang cơ sở Thuận Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.